Aloha, xin chào mừng tất cả mọi người lại quay quần cùng nghe ông Ngáo điểm mặt chỉ tên những bộ phim sẽ ra mắt ở nửa cuối tháng 3 năm 2019 này ha. Đây cũng là những tháng ngày yên ả cuối cùng của rạp phim trước khi mùa bom tấn khởi động vào tháng 4. Và đương nhiên, team Ngáo cũng sẽ chuẩn bị không ít những nội dung phim ảnh để đồng hành cùng cái mùa tốn tiền mua vé phim ấy. Cũng tranh thủ đợt này, Ngáo nhịn ăn xíu, dành dụm một ít, mua vài đồng tiền điện tử trên sàn giao dịch Remitano để dành đó. Tới tháng 4, tháng 5 lấy ra chiến đấu với các đại gia Hollywood nha. Giờ mình bắt đầu thôi nè. Những đánh giá của Ngáo chỉ mang tính phỏng đoán thôi nha, vì phim đã ra đâu mà biết ha. Chị 13, đại diện đình đám nhất của dòng phim web drama 2018, Thập Tam Muội sẽ mang đến phần kết cho khán giả vào cuối tháng 3 này. Với chi phí đầu tư nghe đâu tới tận 20 tỷ, chị 13 sẽ đủ khả năng đốt nóng phòng vé Việt cuối tháng 3 này chăng? Nhưng số phận của mình đôi lúc không phải do mình quyết định đâu. Câu nhận xét quá chính xác của lão đại hắc hổ dành cho bộ phim và cả cho nữ chính chị 13. Bà trùm của An Cư Nghĩa Đoàn ngồi ghế cao dĩ nhiên phải gặp sóng lớn rồi. Chị 13 phải đương đầu với những kẻ thù nguy hiểm nhất. Khán giả sẽ chứng kiến sự tàn bạo trong các phương thức thanh toán giang hồ, từ an nguy địa bàn cho đến tính mạng anh em. Tất cả đều nằm trên lằn ranh sống chết. Sống chết của anh Đường Băng chắc chắn sẽ là nút thắt quan trọng trong phim khi mà anh đã không ít lần... Giờ bà cần tôi đỡ giùm bạn ra cũng được mà 13. Hôm nay tôi phải tỉnh táo, tôi có chuyện quan trọng phải làm. Mối tình đơn phương của anh Đường Băng càng khiến cái chết của anh mang đến sự đau đớn và ân hận tột cùng cho bà chị đại giang hồ. Tình anh em, bằng hữu, tình đơn phương, một thế giới ngầm nhưng tình cảm thì không ngầm một chút nào. Chị 13 được kỳ vọng sẽ thỏa mãn các fan yêu mến web drama đình đám này. Với phiên bản điện ảnh thay vì web drama, tất nhiên là sự đầu tư và mức độ tỉ mỉ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Bộ phim có được những bối cảnh đa dạng hơn, phục trang chất chơi hơn và từng cung hình cũng có độ trau chuốt nhiều hơn đáng kể. Xếp hạng, chị 13, nữ trung hào kiệt, Hồn Papa, da con gái. Ê mấy bạn bình tĩnh, tôi không có lộn đâu nha. Tôi giới thiệu Hồn Papa và con gái dành cho mấy bạn không có điều kiện xem ngoài rạp kịp. Thì nay đã có thể xem online độc quyền trên nền tảng của Phim Plus từ ngày 22 tháng 3 rồi đó. Phim tôi có tham gia sản xuất nên ưu tiên chút xíu nè. Ấy mà kể cả ai đã từng xem phim rồi thì ngồi nhà coi lại cũng đâu có sao. Ráng kiếm tên ông Ngáo coi hiện lên lúc nào nha. Sở hữu hai ngôi sao phòng vé Thái Hòa và Katie Nguyễn, Hồn Papa và con gái là hành trình ông Hải và bé Châu tìm lại tình cảm cha con đã nhạt nhòa sau sự ra đi của mẹ bé Châu. Vắng đi hình bóng người mẹ hoàn hảo, Châu lại càng thấy những khuyết điểm của người cha vô tâm, hời hợt tăng lên bội phần. Điều đó càng thúc đẩy cô tìm một học bổng du học để thoát khỏi cảnh đối diện với người cha con nít này. Nhưng mà em chưa 18 và chàng vợ của em cứ yên tâm, bà mẹ Mỹ Duyên tuy đã xa rời trần thế nhưng vẫn để mắt tới hai cha con, hóa linh hồn của mình thành cánh bướm, hoán đổi thân xác cả hai để họ có cơ hội hiểu được cuộc sống và suy nghĩ của nhau. Mà nói chứ suốt ngày cãi lộn trước lưu hương của tôi mắc mệt ha. Bộ phim từ lúc ra rạp đã nhận được lời khen từ các khán giả. Sau khi xem xong bộ phim này thì em cảm thấy rất là xúc động ạ. Tuy nhiên có một số cảnh rất là hài hước á, nhưng mà nói chung là xem xong thì có cảm nhận về, thực sự là cảm thấy rất yêu gia đình mình hơn. Nó có những cái khúc mà khiến cho mọi người cười rất là sảng khoái. Anh Thái Hòa thì diễn rất là đạt, mỗi lần mà nhìn cảnh mà mấy bạn khóc á, thật sự là khán giả như mình thì cũng không cầm được nước mắt bởi cái tình cảm mà cha con của hai người mang đến cho khán giả. Hồn Papa và con gái sẽ là tựa phim vừa hài hước, lại nhiều ý nghĩa gia đình cho cả nhà thưởng thức nha. Nhớ, từ ngày 22 tháng 3 chỉ có độc quyền trên Phim Plus đó. Bảy viên ngọc rồng, huyền thoại Broly, siêu phẩm anime cuối cùng đã cập bến Việt Nam. Sự chờ đợi của các fan Bi Rồng đã được đền đáp. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những pha biến hình siêu Saiya hay song thần trưởng của Vegeta và Goku trên màn ảnh siêu bự, âm thanh vòm 7.1 siêu đỉnh. Còn mức độ phê khi xem tới đoạn Gogeta xuất hiện cứ gọi là over 9000 nha. Trong phần phim này, Goku và các anh em đồng chí của mình sẽ gặp lại một kẻ thù quen mặt. Broly vẫn được xem là chiến sĩ Saiya mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Cả Goku và Vegeta cùng biến hình siêu Saiya chiến đấu mà anh Broly này cứ coi như là mũi chích Inox. Mà yêu cần biến hình cũng vả hai cháu vêu mỏ. Huyền thoại Broly sẽ khai thác sâu thêm về bí ẩn quá khứ của chiến binh Saiya này và cho các fan ruột của dòng truyện Bảy Viên Ngọc Rồng thấy sức mạnh thực sự của Broly chứ bàn tay biên kịch của chính tác giả sẽ bá đạo tới cỡ nào. Nhớ ra rạp ngày 22 tháng 3 ủng hộ huyền thoại Broly sống lại những ký ức tuổi thơ với Bảy Viên Ngọc Rồng nha. Xếp hạng, cuộc chiến bản quyền. Chúng ta, Us, có lẽ đây là tựa phim mà Ngáo kỳ vọng nhất cuối tháng 3 này. Tất cả cũng tại anh đạo diễn Jordan Peele đó. Anh chính là người đã tạo nên bộ phim kinh dị xuất sắc nhất 2017, Get Out. Bộ phim nhận được đề cử Oscar cho phim hay nhất. Còn anh Peele
thì ấm luôn tượng vàng Oscar cho giải kịch bản gốc xuất sắc nhất mà anh Jordan Peele này lại nổi lên từ những clip hài vô cùng đáng yêu trên YouTube. Vậy đó mà làm phim không thấy có miếng hài mẹ nào hết luôn, thấy ghê không? Giống tôi à? Thôi thì thử cố coi sao. Tập trung phim nè, cốt truyện Us xoay quanh chuyến nghỉ hè của gia đình Wilson gồm cô vợ Adelaide và anh chồng Gabe và hai đứa con nhỏ tại bờ biển California. Sau một ngày tắm nắng tắm biển đã đời, cả nhà bốn người trở về nhà nghỉ của mình thì phát hiện bốn kẻ lạ mặt đang chực chờ một cách bí ẩn trước cổng. Hiểm họa ập đến, Gabe và Adelaide tìm cách bảo vệ hai đứa trẻ và phát hiện những kẻ này chính là bốn thực thể ma quái có nhân dạng y hệt từng thành viên trong gia đình mình. Với những cặp mắt ám ảnh, nụ cười mang rợ cùng phong cách liều mạng khô máu, những thực thể ma quái bí ẩn sẽ buộc gia đình Wilson có những giây phút kinh khủng nhất cuộc đời mình. Một đầu đề vô cùng hấp dẫn và đáng trông đợi ngoài rạp từ ngày 29 tháng 3 này nha. Xếp hạng ám chết nhà nó luôn. Dumbo chú voi con biết bay. Ê, 2019 chắc chắn sẽ là năm hoài niệm dành cho các fan nhà Disney với ba bộ phim hoạt hình huyền thoại Dumbo, Aladdin và Vua Sư Tử. Tất cả đã là mảnh ghép tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả. Chúng ta lại cùng được khóc cười với các nhân vật quá thân thương. Tái dựng dựa trên tác phẩm hoạt hình danh tiếng cùng tên bởi vị đạo diễn quái dị Tim Burton sẽ mang đến một hành trình vừa lạ vừa quen. Chú voi Dumbo với đôi tai ngoại cỡ và khả năng bay lượn vô cùng kỳ diệu đã giải cứu đoàn xiếc nghèo Medici cùng gia đình nhà Hunt khỏi nguy cơ giải thể. Tin lành đồn xa, Dumbo lọt vào mắt xanh của đại gia Valdivia, ông trùm của gánh xiếc Dreamland và đam mê sưu tầm những sinh vật kỳ lạ. Vụt sáng thành sao, Dumbo y như cầu thủ trẻ chuyển đến một câu lạc bộ tầm vóc vĩ đại hơn rất nhiều. Sân khấu lộng lẫy, khán đài luôn dậy sóng bởi tiếng hò hét cổ vũ của khán giả và còn được chăm bẩm bởi nữ diễn viên siếc Colette nữa. Đời lên hương nhưng đời đâu như mơ. Phía sau vẻ hào nhoáng của Dreamland lại ẩn chứa những bí ẩn vô cùng đen tối chờ đợi Dumbo và bạn bè của mình cùng khán giả. Một câu chuyện khác biệt, nhiều góc khuất và sâu sắc hơn. Dumbo sẽ không chỉ là một bản remake 100% đâu nha. Bình cũ nhưng rượu sẽ hơi bị mới đó. Có những lo ngại về ngoại hình CGI hơi quá tay của Disney khiến chú voi con Dumbo nhìn giống như đi lạc từ thế giới các sinh vật huyền bí sang. Chắc là đi theo ông này nè. Nhưng những phản hồi mới nhất từ các nhà phê bình đã khẳng định Dumbo trong phim sẽ cực kỳ đáng yêu, sẽ lại đánh gục các trái tim yếu đuối dễ mũi lòng cho coi. Xếp hạng bay đi Dumbo ơi. Ông hoàng đường đua Bok Dong B-Ren, người từng là ông hoàng làng giải trí với những bản hit bùng nổ, những cảnh quay lãng mạn và một cơ thể vạn người mê, cuối cùng đã chịu tái xuất màn ảnh. Ai cũng tưởng ảnh cưới được cô vợ quốc dân Kim Tae-hye thì mãn nguyện giải nghệ luôn rồi. Lần này, B-Ren sẽ trở lại với dự án đầy tham vọng về người anh hùng cưỡi ngựa sắt Bok Dong. Giữa lúc đất nước bị đô hộ bởi đế quốc Nhật Bản, huyền thoại đường đua này đã đánh thức hàng triệu con tim yêu nước của nhân dân Hàn bằng chính tài năng xe đạp của mình. Bên cạnh cuộc đua lịch sử này, khán giả sẽ còn được theo dõi những trường đoạn chiến đấu căng thẳng của lực lượng kháng chiến bé nhỏ hòng chống lại đội quân Nhật chiếm đóng. Để vào vai Bok Dong, ông xã của Kim Tae-hye đã phải luyện tập với mật độ điên rồ tại trường đại học thể thao quốc gia Hàn Quốk. Tổng quãng đường ngồi trên yên xe của anh lên tới 20.000 cây số, tức là bằng một nửa chiều dài trái đất lận. Mà với cái thể loại yên xe thể thao thập niên hồi đó thì tôi biết sau cái phim này cặp mông của ảnh cũng thành tường đồng vách sắt luôn rồi đó. Xếp hạng cặp mông huyền thoại. Khách sạn Mumbai, bộ phim được chuyển thể từ phim tài liệu Surviving Mumbai 2009. Dựa trên chuỗi sự kiện kinh hoàng có thật xoay quanh hơn 10 vụ tấn công khủng bố bằng bom và xả súng cùng lúc được tiến hành tại các bệnh viện, rạp chiếu phim, bãi biển, sân bay quốc tế, ga xe lửa, nhà hàng và nhiều khách sạn trên khắp Mumbai, Ấn Độ. Phần lớn cảnh quay sẽ diễn ra trong khách sạn siêu sang Taj Mahal Palace, nơi gần 2.000 nhân viên và du khách phải đối mặt với những giây phút sinh tử nghẹt thở. Xuyên suốt bộ phim sẽ là hành trình giải cứu những vị anh hùng bất đắc chỉ, một nhân viên phục vụ dũng cảm, một người chồng, người cha sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy vợ và đứa con đầu lòng, và một bếp trưởng kiên quyết tử thủ trong khách sạn để bảo vệ những vị khách kém may mắn. Người ta hiền lành tốt bụng vậy mà tụi nó tàn sát dã man quá. Để tôi chờ coi tới cuối phim á, tụi khủng bố này nó chết kiểu gì nha. Như phim dồn dập kịch tính kèm theo sự tàn bạo máu lạnh, xả súng bất chấp của team khủng bố sẽ khiến khán giả hồi hộp, nín thở theo dõi từng bước chân của các vị anh hùng bất đắc dĩ kia. Xếp hạng chạy đâu cho thoát khủng bố. Opa, phiền quá nha. Tái xuất màn ảnh sau 2 năm vắng bóng, không tính cái vai này ha. Harry Won ngay lập tức được xuất hiện bên cạnh Mỹ Nam Park Jun Min của nhóm SS501, một sự hợp tác thú vị giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Và tôi chưa biết được ai phiền hơn ai à. Nhân vật ca dao của Harry là một cô gái vừa lười, vừa hậu đậu lại xui xẻo. Chang Y lại là anh chàng oppa thần tượng vạn người mê, vừa đẹp trai lại tài giỏi. Rồi bà ca dao này mắt nhắm mắt mở đụng gãy kính người ta luôn, lại còn gân cổ lên cãi, thụi oppa một cái gãy mũi luôn. Thì không biết ai phiền hơn ai mà. Bà này mà lái xe là xác định chưởng môn ninja lít nha.
mà hình như cô ca dao ấp ủ trong mình giấc mơ thành ca sĩ, còn Trang Y lại là ca sĩ nổi tiếng. Y biết đâu đây là một phiên bản ngôn tình khác của A Star Is Born thì sao ha. Xếp hạng dao muốn làm ca sĩ rồi đó. Kinh dị, hài hước, hành động, hoạt hình, gia đình, thể loại nào cũng có cho mọi người đổi vị cuối tháng 3 này trước khi chờ những trailer ngáo tháng 4 của tôi hen. Ê mà nhắc chứ ai chưa kịp coi trailer ngáo Zombie Đại Hạ Giá thì click ngay góc trên bên phải. Còn coi rồi thì coi lại ủng hộ cũng được. Cảm ơn nhà tài trợ của kênh ngáo nha. Remetano vẫn là sàn giao dịch uy tín nhất Việt Nam mình rồi, các bạn cứ yên tâm sử dụng nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà sớm thôi.